ไฟหรือหัวมืออ่ะCông việc đầu tiên của chúng ta là phải bôi kem chống nắng. À hả? Chị bôi kem chống nắng chưa? Chị đen quá rồi em à, không cần nữa. Chị mới đi Phan Thiết về mà chị đen như một con mọi đây. Ủa, Phan Thiết không cần Phan Giang không chị? Gần. Phan Thiết đi khoảng mấy trăm cây nữa là ra Phan Rang đúng rồi. Câu này chấp nhận được. Chấp nhận được nè. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi xuống Long Khánh. Long Khánh là mình Long An đây. À? À, nhà Long Khánh. À, với nhà chị Kim Khánh. Đúng rồi. Không còn gì để nói nữa. Đây chị ngồi đây nè. Long Khánh và gần Long An ư? Con tài xế có thử gần không? Chị biết sao? Tại vì Hải Phòng với Hải Dương là gần nhau. Thì Long Khánh phải gần Long An. Long Anh. Gần luôn. Cái Long đó là ở quận 9 trời ơi. Em biết được cái Long là gần nhau hết. Rồi bây giờ em có một đề kiến nha nè. Anh, em sẽ làm lơ xe. Anh đi đường em đón khách lên xe nha. Mình lấy 50 ngàn thôi. Mình kiếm tiền thêm á mọi người. Tại vì giờ xe còn đó rồi. Long Khánh ơi. Em làm bê bác vali đồ đạc cho. Nhưng mà tôi đừng bảo là đi về Long An nữa. Ê, gì vậy trời, ghê quá à. Cái tiếng này hơi dị nha. Xong hết rồi. Thế rồi bây giờ, sao nhiều hôm nay bôi kiểu gì? À, đây. Anh có thể xí cổ anh vào đây. Xí cổ vào đây. Ok. Không sao. Tí review kem cắt thứ cho cuối buổi đi về vẫn nên xí. Em xí. Em nghe nói là hôm nay bọn em sẽ được nhảy cầu. Một hồi nữa tới cầu Đồng Nai á anh. Dừng lại cho em nha. Cho mấy nhỏ nhảy xuống. À đây. Trời ơi, Thoa làm cái gì? Hôm bữa chị Thoa rồi. Bữa chăm Thoa nguyên một ngày luôn mọi người. Cứ một tiếng Thoa một lần nhưng vẫn đen như thường. Tăng 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 chị ơi, chị có thể cầm giúp em chị trong một túi. Cảm ơn chị. Dạ chào anh mãi. Sáng vận động gì mà kia cái này là ủy ban à. Từng mùa đông trôi qua anh đã ở đây hả chú, cộng này hả chú. Đêm chia ly anh buồn đường kia anh đã thao. Anh sẽ nắng kìa. Làm sao quên đây mọi người. Ôi, ca sĩ kìa. Ôi hot ca sĩ kìa mọi người ơi, ca sĩ kìa. Hot YouTube, hot TikTok. Trời ca sĩ kìa, trời. Kìa. Sát thêm mạng trong vai ca sĩ Duy Ngọc. Đây á, mình vô mình gặp lần xuyên khiếp mình ở đây. Đúng rồi, bí thư à, dạ. Đây là bí thư Kim Trường Tập. Dạ, con chào chú ạ. Dạ. Dạ con chào chú, con chào cô, con chào mọi người ạ. Này diễn viên à. Rồi dạ, dẫn ca sĩ ca sĩ xuống chơi cho chung vui mà. Dạ con chào chú, dạ con là Hồ Bích Trâm là diễn viên, còn đây là ba bạn trong nhóm The Win nè. Là mấy bạn là ca sĩ thì tụi con có xin phép để mà tụi con quay hình á.
để tụi con quay trong chỗ gian hàng của chú Lộc La. Hôm bữa tụi con quay một lần rồi, bữa nay là xuống quay để mà khám phá cũng như là trải nghiệm về cái lễ hội trái cây của bên mình á. Ngoài nhìn đẹp mà làm baby nhìn xấu. Cô vừa tát một gáo nước lạnh vào mặt em. Dạ. Gia đình sụp hổ quá. Vui mà chú, không sao đâu chú. Nói thiệt luôn, không có vui gì đó. Dạ, gia đình là sụp hổ. Nhiều thương nó vui nha. Cái này nhìn nó mạnh nó đẹp. Chứ không có nói vui nha. Ủa, mấy anh quay phim của gia đình số 1 ơi, quay cái kiểu gì mà để lên hình cô nói là xấu hơn ở ngoài vậy? Xấu hơn nhiều. Ở ngoài nó gọn nha, nhìn mặt gọn đẹp, nó nhìn cái mặt không có đẹp. Cô đừng dắt nữa được không cô? Suy xuống, không có đẹp. Vô đây, vô đây. Ở ngoài vẫn đẹp, ở ngoài vẫn đẹp mà. Dạ. Con phải nói là cái tivi nhà cô làm sao nữa chứ. Đúng rồi. Cái này con phải mua cái tivi 59 inch rồi. 59 inch luôn. Mấy em chào chú nha. Dạ. Đây là chú ở đây đó. Chào cô ạ. Dạ, cảm ơn chú, cảm ơn cô. Nè, về cô nói cô quay hình cho con nè, cô quay hình đó cho nó đẹp cô rất là nhấn mạnh rồi. Dạ. Tức là anh. Cô nói thiệt nha, cô không có nói vui. Dạ. Trêu chị. Trêu chị tao. Nhưng mà em thấy kể cả trên hình hay bên ngoài chị Trâm vẫn là xinh. Ôi trời, yeah, ơi. Trời ơi. Đó là điều chắc chắn luôn. Cái này em nói vui, em không nói thật. Rồi bây giờ cái này sẽ là mình sẽ chưa vô cái phần gọi là thử thách gì hết nha mọi người. Cái này chỉ là một cái phần gọi là mình sẽ đi khám phá những gian hàng ở đây trước. Tại vì cái này là ban ngày cho nên là chưa có đông cho lắm. Buổi tối thì lễ hội ở đây cực kỳ đông luôn. Nên bây giờ mình cứ đang tranh thủ những lúc mà vắng vẻ nhà mình đi khám phá gian hàng trước nha. Gì vậy? Em không ai chụp ảnh với em mà, em đứng đây là chụp ảnh mà. Cái gì? Thôi bỏ đi, chụp ảnh không ai chụp ảnh. Đừng quan tâm tới ổng, đi mọi người. Sự luôn. Nhưng mà chị ạ, cảm ơn chị ngày hôm nay đã dẫn bọn em tới đây. Tại vì là em đã từng có một ước mơ. Đố em biết đây quả gì? Một ước mơ là được ăn trái cây thay cơm. Ăn trái cây thay cơm. Đúng, tại vì bọn em rất là ăn trái cây. Và ngày hôm nay bọn em được ăn thoải mái đây đúng không? Đúng, hôm nay sẽ được Toàn Nguyên. Em rất thích ăn quả roi. Rồi bây giờ là Trâm sẽ để cho khách mời khám phá ở đây. Rồi bây giờ Trâm sẽ đi chuẩn bị những cái phần thử thách của tập Du Ký cùng Trâm nha. Bây giờ mấy em cứ đi thoải mái đi. Chị bỏ rơi bọn em à? Không. Thôi ở đây đi, chuẩn bị cái gì? Ở đây khám phá đi, chị đi lo công việc một xíu. Nha, rồi bye bye. Bye bye chị, xíu gặp nha. Yêu ơi, bây giờ anh em mình ăn ra nào trước ra. Chuối đây to nha. Chưa giờ thấy quả chuối to như này. Này ăn quả chuối nhiều. Quả chuối đập vào mặt em hết chắc là mặt em cũng ra gì đấy. Ôi ui. To thế, thiên thạch. Thiên thạch. To như thiên thạch ấy. Ui. Quả này là quả mít kỷ lục à. Quả mít kỷ lục á. Kỷ lục à. Quả này nặng bao ký ở chú. Thế. Quả này phải phải mà 20. Trời ơi. Quả này nói chứ giờ vào đầu chắc là cũng bay chứ còn gì nữa. Nhưng mà cái cây ấy sao nó lại chịu được nhỉ? Cái cảnh ấy có chịu được không? Được chứ. Nó chịu được, nó được 5 cái hoặc là sao đây. Ui. Một cây cái to mà. Sầu riêng. Em thử xem nào. Đố em đập tay. Đau lắm ấy. Ui, mới đập cái đã đau rồi. Đây là gian hàng trái cây ấp ủ. Rồi giờ nó đau chẳng luôn. Ui chú ơi. Chú khuyên mà con cho xuống luôn. Rồi vô đánh đau mà chắc luôn. Lỡ mà nãy ra. Đây là quả thích nhỉ? Bon bon hả? À bon bon. Thịnh chắc là... Bon bon hay bon bon hả? Thịnh chắc thích mấy quả chuối này. Thịnh quả này sai. Quả này là miền Bắc không có đúng không? Bon bon có. Có. Ủa miền Bắc làm gì có? Miền Bắc làm gì có? Miền Bắc có nhưng mà không ngọt ở trong Nam. Thế à? Tại vì ít thấy. Đố biết kia quả gì? Nhanh. Có bơ. Bơ gì? Bơ sáp. Bơ sáp à? Sáp à? Nó khác gì mấy bơ kia? Hay bơ, nó chỉ là cái tên? Con bơ kia tròn đấy. Hả? Có bơ tròn á? Có luôn. Thấy chưa? Bơ nước à? Chú thế cô thông cảm bọn con đi, toàn mường kiến thức về hoa quả thôi. Đi tham dự các na van trái cây mà không biết kiến thức về hoa quả như này là không bơ chứ chưa nhìn ăn về ăn nhiều hoa quả lên em ơi. Chuối. Con cảm ơn chú. Cảm ơn này. Chú vui tính quá. Chú vui tính nhỉ? Cảm ơn chú. Đây là bên này có gì đây?
đu đủ ui rồi lại thiên thạch tiếp thề. Đúng là lễ hội trái cây quả nào cũng thiên thạch. Như kiểu là trái cây bị nhiễm phóng xạ ấy nhở? Gọi là ấy đúng không? Đu đủ ấy, to thật đấy. Ui con kiến này, kiến bắc khoang đấy anh, đi kiến bắc khoang chạy. Chôm chôm quả này cũng to này, quả dứa. Dứa thơm. Đúng rồi, trong này gọi là thơm, ngoài bắc em gọi là dứa. Mọi người đây giỏi nhờ, hái cái gì cũng to nhỉ. Đúng là mọi người cái gì cũng chắc là ở đây thích cái gì cũng to ấy. Cái kia nhiều đúng luôn. Ôi đi có xe này, bảo lên cho bảo chú ấy cho mượn cái xe đạp nè luôn đấy. Chị Trâm rất là độc ác, chị Trâm bảo mình đi đi khám phá mà không được ăn. Chị Trâm nhá bảo là bọn tôi đi khám phá nhưng mà đừng ăn vội, tuyệt đối là không được ăn. Bây giờ đồng một đống cũng không cho thì như nào, tiền đâu tiền đâu. Chị Trâm bảo em ăn thoải mái đi mà không cho tiền. Dạ em ơn em. Dạ khổ quá rồi. Trà khổ qua. Là mướp đắng hả? Đúng rồi, mướp đắng. Chôm chôm thái 15.000 dạ. Ký là rẻ hay mắc? Sầu riêng ở đây rẻ nha. Khổ quá bây giờ. Có hướng dẫn viên du lịch đi cùng mà, đi đâu mất rồi. Tí mình mua về cho cả nhà. Ê, bây giờ anh bảo, bây giờ em chỉ cần mua mỗi thứ một quả xong rồi về lấy hột. Xong rồi mình mua phân bón, xong rồi về nhà mình trồng cây. Xong rồi mình sẽ có một rừng cây. Yes! Wow, cho mình sẽ giàu. Không phải đi hát nữa. Xin lỗi mọi người nhá. Ui dồi ôi. Ui quả mít to khủng khiếp. Dã man không? Quả đây mít. Là 3 quả mít. Còn đây là 3 mặt của bọn mình. To hơn cả 3 cái mặt. Quả này ăn chắc là đến 1 năm không hết. Vui tôn trang. Năm anh đến trên một chuyến xe nông. Năm bông hoa nở cùng một hồi. Ngắm ngón tay trên một bàn tay. Bài gì nhờ? Bài gì nhờ? Bài gì nhờ? Vần cây đi, vần cây đi. Cây có cái gì không? Quả gì mà ngon ngon? Ê, xin thưa rằng quả khê. Ăn vào thì nó làm sao? Không sao. Nhưng vào thì nó chua chua. Ok, quay. Quả gì mà to to thế? Xin thưa rằng quả mít. Ăn vào thì nó làm sao? Không sao. Ăn vào thì nó ngon nó. Chôm chôm thái xin thưa rằng là chôm chôm thái ăn vào thì nó làm sao? Không sao. Ăn vào thì nó nói mụn ngay. Đang quay mà trời mưa. Bỏ mưa lẹ còn ngồi nó diễn nữa. Màu hồng à? Màu hồng à? Sao màu hồng vậy? Màu hồng thế? Em thấy màu hồng mà. Em thấy màu hồng. Trời ơi. Dạ thôi được rồi, cháu con mặc áo mưa vô. Còn thiệt luôn á, nhưng mà phải công nhận là ngày hôm nay được win á, quá xuất sắc. Nhiệt tình quá. Chị ơi, chị ơi, em có được tắm mưa không? Được em. Em đeo eyelet tắm mưa nhá. Không ạ. Không, eyelet này em ơi đền đó. Châm, châm nón lên luôn nha. Rồi. Em ơi, màu hồng đẹp quá. Kéo xuống này. Xinh chưa? Xinh không hả? Anh quay phim thấy em xinh không? Còn cái dây này lại luôn anh. Để nó khỏi ướt hết. Ủa thấy chị không? Làm cho chị hay ấy, đỡ bị mưa. Thở không nổi. Chọc cái mũi ra. À đúng rồi nhờ. Này hả? Như mũi không à? À không. Đây chọc hai con mắt ở đây ra này. Cái gì? Chọc hai con mắt ở đây ra. Không nhìn gì. Chọc hai con mắt ra. Hít vô, hít coi vô. Hít coi vô. Nhìn cái màu mắt cười quá. Còn chừng mưa ướt á. Mưa sao cứ mưa hoài. Mưa hoài là sao mà quay. Quay tới quay hoài.
mưa à trời à mưa trời cứ mưa thì làm sao mà hay chôm chôm mà không mưa thì mình mới hay chôm chôm mưa nói chung là mưa đó mà đá 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 là mưa không mà cho chúng em ước mơ mưa trời ơi mưa thì mưa to thì làm sao mà hai trái nếu như mưa không có thì mình mới đi hai chôm chôm mưa hết rồi. Trời ơi, bị sao đấy? Mưa.